Vô luôn anh em ơi. À, trận này là phải giết được boss nha. Quay không nhà? Đang quay luôn. Con Ok chó rồi. cầm gì á? Con Cầm chó súng. cầm súng chứ cầm gì? Để mà coi súng thôi, súng có khác Không không đâu khác đâu, giống bình thường à. không? Súng gì à? Súng gì Rồi à? đi luôn em ơi, đi luôn đi luôn. Ta thử nó phân biệt đối xử. Rồi ai lại làm thế, chỉ có đổi con chó với đổi skill của nó thôi. Rồi. Kiếm hai tay. Lầm Rồi. Chùm nè. Ok. Mới vô cho mấy anh này là sao? Ok. mới vô phải cho đánh chùm luôn chứ. Bình tĩnh anh. Ok. Đồ. Súng gì đây? Đạn gì? Ưa. Đó, đẹp không? Ok. Ghê à, được cái súng bóng rồi. Súng điện, súng điện. Tăng thì kêu mọi trận nhắm sâu rồi. Ồ. Rồi Đây là ok. khi chuyển sang tiếng Anh về đọc không hiểu mẹ. Ta được hai cái ọt này. Hay dân chim thế chị dân kìa. Từ từ anh em bình tĩnh, em bình tĩnh. Ôi đông lắm anh em ơi, chết mẹ hết mày bàn. hiểu cái cảm giác mày hiểu cái cảm giác mà nó vừa buồn ngủ mà vừa buồn ói không? Đâu hồi phải á. À, tao ăn hơi bị nhiều. Chung lại bỏ phí. Mẹ nó chứ ăn hết. Ăn nhiều hồi đủ bỏ. Cay gì dữ đắt gì, đắt đi xìu. Ồ súng này có khả năng quăng bom nè, ngon. Súng tôi đang cầm nè, quăng bom đỉnh với liền. Súng tao biết bắn ở cục nè. Ok. 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 Được cái gì đấy? Gatling gun. Không phải đâu, tôi gây cung mà. Tôi là cây Gatling gun nè. Hồi trước cái cung phế. Đây dài. Gan gình bắn đã lắm, phê lắm. Nhưng mà bắn chùm bắn con khỉ là thua rồi. Bắn cái đó gạt con khỉ không được. Trời, có ba, có tổng cộng 4 con boss lần nha. Ba con. Bốn năm à? Con, bốn năm con, năm con. Không không biết là con khỉ hay con đá nha. Con khỉ, con đá, con rết. Đây đây để cầu. Để làm lại con nhân sư. Để làm nay sơ, để làm nay sơ. Đấy anh em vừa cái ải mà màu tím này nè, lấy thêm đồ. Ừ. Bỏ kia. Ok. Bỏ kia. Thôi đừng vô màu tím. Tôi sợ màu tím lắm. Có gì đâu. Vô luôn hả? Bỏ đi lại. Thôi. Thôi cứ vô đi không sao đâu mày. Cứ vô đi không sao đâu mày. Cứ tin. Đi luôn mày, chơi luôn. Bây giờ. Vô luôn. Hay vô nè. Đợi nha. Ok, vô. Mới gặp triệu dân rồi nè. Ấy rồi. Tao phải mấy gì con gì á? Con cầm kiếm. Con cầm kiếm mà nó quăng kìa. Con cầm kiếm mà nó quăng kìa. Kì vậy đéo biết kiếm nhưng mà. Đéo biết dùng kiếm. Ê, Reaper. Mẹ. Ê đào. Đào thằng mới thích. Ấy da. Đá. Ê chùm. Thôi chùm kìa. Đúng không? Bò đó chói đi rồi ăn cái đầu nó. Ủa Garen kìa. Gà gì xin dao. Garen. Xin dao. Dao quay được một lần rồi. Ê đào.
Dạ đây anh quay thì có lắm mấy giây thì mày. Này con gì? Con chó. Con ghê. Bắn đi mọi người. Tao tẩy hết băng đạn. Ủa cho nó trâu quá vậy. Thấy mấy thằng này ga đen rồi. Ga đen chiếm này. Ôi đau 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 đau. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi nổ cây kìa. Mẹ YouTuber. Chết rồi, kia tay chạy vô đây chưa đi chết rồi. Nó bỏ tiền luôn. Rát. Ôi trời tịt. Ôi, đừng quay em nữa. Nó dồn vô khóc nó đã. Thôi 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 thôi. Ngay đi ngay đi ngay đi ngay đi. Đấy, cá thải nó vô hầm đó. À, cái hầm hồi sáng sao với thằng Hạ đi không như vậy, không giống vậy. Ui ui đào 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 đào. Cú cao. Ui đi. Cú cao, cú cao rồi. Ủa chó được luôn rồi. Mẹ ơi. Ui đi. Ui đi. Làm lại, làm lại, làm lại. Ui đi. À, tao cao điểm nhất luôn kìa. Cay quá. Làm lại, làm lại. Nãy nãy nào vô. Từ 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 khoan 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 khoan. Khoan. Gì mở mic ông ơi. Từ từ từ. Tôi đổi lại con mèo cái. Ok. Ủa gì vậy? Vô Gunfire Reborn luôn. Nhỏ tắt nhiều anh Gunfire rồi. Nay anh em chơi Gunfire. Bóp chi li te à. Bóp đi mày. Sao rồi? Mày đừng nhắc tới nỗi đau của Khánh. Đúng rồi, đừng nhắc tới nỗi đau của Khánh. Khánh vô không được. Khánh vô không được. Nghe buồn chưa? Tôi tối nay tôi còn thủ với tâm trạng chơi bóp chi li te. Sáng tao khóc mấy chập à. Nghe buồn chưa trời. Tôi là bóp chi li te. Tôi mở luôn bóp chi li te lên đợi luôn rồi. Ai ngờ nó đợi phải tắt game. Thôi tắt đây chịu khó đi, có vài bước chứ mày. Hay là chơi bum. Mèo á, giờ chua mèo á. Giờ bum trễ lắm. Trễ à? Giờ bắn túng. Ừ, trễ rồi, thôi chơi cái này đi. Chơi hai trận đó rồi, tôi chắc rồi đó. Hai trận, gần phai. Vô cho tôi mời. Tao nghĩ là 5 trận, tại vì mình không giấy lắm. Nếu mà chơi mà nhanh thì 5 trận. Tại tôi giờ 2 trận chắc tầm 30 phút. Anh em cố gắng giữ máu nha. Mèo dây vô sảnh chính chưa? Dịch vô rồi. Rồi vô tôi mời nha. Đúng rồi, ông mời tôi qua Steam được mà. Rồi. Mời đó. Từ đợi tôi vô đen. Ồ chưa vô nữa. Nó là Latin. Lát đen. Cày ơi là cày. Éo sao bây giờ mà lại buồn ngủ. Nó không cho tôi cái khẩu kia thế mới buồn. Ông lấy con gì? À vào rồi, đây rồi. Đây rồi. Sẵn sàng đi bầu. Ây 11 tuổi. Ê, rồi. 11 tuổi. Ê 14 tuổi. Ê 29 tuổi. Chơi hết trận này mà lên U30 luôn. Đúng rồi. Thôi đi luôn. Già, sắp già. Già. Lông nách dài tới chân rồi. Già mà non. Ủa mà cờ vợ. Cờ vợ alo. Ok. Nhà tôi nhắn tin cái gì? Này ở nhắn tin nữa. Chơi với anh em là không có nhắn tin. Nữa. Để cất điện thoại đó. Cất điện thoại đi. Ok, anh em bắn giữ máu nha, giữ máu tới cuối nha. Bắn không, cầm hay bắn hay đồng qua hình nút nha, chứ không có lào lên giống tôi nãy nha.
Ê, có vũ khí, có vũ khí mới. Nữa hả? Lại cái cây nữa. Ok, này tiện nè, để hồi đánh boss. Ok, cộng đã mở rồi. Sát thương lửa đi. Ngon, tao được 2 lần anh bay nữa. Ok, lấy cái này. Ô, súng tôi có khả năng quăng lựu đạn nè. Ngon. Người ta gọi là súng bắn lựu. Ok, vô. Em vụ ra ngoài bắn bắn cái này nè. Ờ, vụ ra ngoài, ra ngoài đi bắn cùng dầu cho lựu. Ok, vụ ra ngoài đi. Ồ, nó bắn đau dữ trời. Từ từ để họ giáp cái. Ok. 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 Ờ, anh em chưa tắt mic nha. Ok. Nó trâu quá. Ok, súng gì đây? À rồi, ok. Ôi, được ca ca. Ủa, nó lên đây nó chơi luôn à? Hay đồng rồi, đó. Hay đồng rồi. Ôi. Em cua tôi hồi giáp đấy. Không có, sát thương diện rộng nè. Ôi, cây gì đây? Ôi, cây cung sida này nữa hả? Mấy cây cung nên cho tôi cây cung đúng sida luôn thề. Anh em ơi, tôi cần con gì anh em ơi? Con ếch. Ai mi tu. Tôi cần con ếch. Mi tu. Discord tao làm hết nè. Rồi, đội vũ ra bắn cùng lửa bên trái bên phải nè. Ok, vũ đi. Anh em ra giùm mấy vũ chứ. Ê, con ếch nè, cái bên luôn. Nào ra đi. Để mua. Ừ, cây kiếm. Con ta. Ê, cây kiếm á, ông sử dụng chuột phải á là nó ông giữ á là nó đâm được á nha. Ủa sao mua cây kiếm mà không được? Rồi. Mua cây kiếm mà. Ừ, đại bác, đây tôi có đại bác rồi. Ủa sao tôi mua cây kiếm vậy, mất khi đưa kiếm của tao luôn rồi. Ok kìa, con hết lấy tiền của tao à. Này. Này thì đợt 2 chứ quên đợt 3. Này, trong đây có này được Grabman nè. Này. Này. Ô hấp dẫn. Cũng như vừa bắn vừa phóng luôn. Ờ, cây súng ông đang cầm của giống tôi á. Nãy tôi mới bỏ ra. Rồi mới nhiều súng vậy. Hấp dẫn. Anh em cầm cây súng nào mà xịn xịn là anh em tận dụng chuột phải nha. Giống mày cầu gì hay không? Chuột phải là có quăng lựu đạn luôn à. Đúng mày cầu gì? Hả ơi, mua kiếm mà trong tàn được mà hả ơi. Ủa kỳ vậy? Mua chưa? Mua rồi, 170 mấy vàng của tôi á. Ơ kìa. Ơ, kỳ vậy? Ơ, con ớt này lừa rồi. Đồ cây này vui, cái lồng đèn. Ơ, tôi cũng có cái lồng đèn nè. Cây lồng đèn. Cây này vui à. Hay ngộ. Cây như cước đi. Con ớt này phát rồi. Ớt phát rồi. Trời ơi. Đấy, tao được cây rainbow nè. Cây gì đấy? Ok. Xong rồi. U, trận này anh em giữ máu được nè, xong rồi có Khánh kì. Sao cây rainbow nè? Ai biết đâu. Khánh thế chơi kỳ, không được đâu nha. Mọi người, tôi được cây gì từ sạc nè mọi người. U, sao anh em quăng súng này nhiều vậy trời?
Ê, tao được cái này nè, đâu? Từ từ anh em, từ từ khoan nha, khoan nha, từ từ nha. Ok. À đi 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 đi. Ờ sẵn sàng đi, ok. Cái rainbow để dành cho mấy thằng không biết nhắm à. Ờ kiểu như bắt mục tiêu rồi. Ê, sắp sắp tới lượt ấy rồi, anh em giữ máu nha. À đây rồi. Bu nè. Bu nè. Mày bu. Ôi ôi. Thằng 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 ấy kìa, thằng ấy kìa. Này thì. Này thì. Ừ. Ê không không không. Trời ơi game dễ. Đéo là tao lại mất máu. Đi 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 anh em đi, anh em đi, chuẩn bị cho. À, anh em đi. Từ từ để lấy cung nai cái lúc. Để gần hết đạn luôn. Ôi ôi, nó gà rồi. Ủa cây cung nai này ngon mọi người. Cung nai là cái gì? Nè cây cây cung nai Uto nè. Cây cung nai Uto. À cái thô quăng dao hả? Ờ cái dao á. Ờ cũng ngon á, quăng 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 là nó cứ dọi dọi vậy á, thấy không? Nó dọi thấy không? À đang quay nè, đang quay nè, là Uto. Nam có rượu à. À Uto. Thì muốn làm Hokage rồi. Đây đây là Uto đây. Đủ cái lòng đèn đỉnh vậy. Ê, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Cái này là mấy gì Bowman. Mày này thì Bowman. Này thì cầm khiên, này thì cầm khiên. Tao bắn cho. Cầm thật gần đá sát. Ôi bình tĩnh nào. Ủa anh em, ủa anh em. Ngon rồi đó, ngon rồi đó. À, dạo này anh em chơi kinh nghiệm hơn rồi đó. Rồi còn cái này nè, rồi tới này rồi. Nó leo lên chết nhưng đừng. Cho bắn tóc thế chạy được sắp. Quân tử ai lại chơi chạy. Dạ, mang cái gì bắn được rồi. Đó thì công an chỉ chạy mình gọi công an dí mình dí công an luôn. Dạ, 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 đúng dạ, rồi. Dạ. Hợp lý. Long bô anh nha, long bô, long bô, long bô. Ê long long bô sao rồi? Phía sao rồi? Ok, hay rồi, hay rồi. Ai à. Long bô con cấu cấu luôn nữa cái máu rồi. Cay. Kìa long bô phía sao nha coi chừng nha. Tôi đang gọi là cho mấy thằng này hưởng điện tí. Ơi đào 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 đào. Đào dí kìa. Mày mày thì anh em đứng ngang nhắc tường, anh em đứng ngang tường. Ôi ôi tôi giáp, tôi giáp. Dạ ôi ôi đang đuổi hả? Bô lông bô lông bô. Ôi 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 đi chết mồ hạ giống tôi rồi. Dưới máu rồi. Rồi. Chết rồi, dưới máu đồ rồi. Cái con đó phải giết nó đầu tiên á. Ờ đúng rồi, giết nó đầu tiên. Kìa long bô nó bắn hoài kìa. Má nó. Cày quá. Cái đó con là phải hoàn trên hai bô mọi người ơi. Ừ. Này thì long mày 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 long hộ cái. Nè, tao tới chờ luôn. Rồi, chết rồi. Ok 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 ok. Ê cho tôi. Cho tôi xin được cái chén cơm. Được rồi, chén cơm không, chén cơm. I need chén cơm. Đổi qua, đổi qua. Má nó cận chiến kìa. À, quần mai cù dây nãy giờ giữ máu kinh đấy. Kinh đấy. Ủa. Mày chỉ có chạ không vậy? Nãy giờ có chạ không vậy? Có chứ, trời ơi. Dài. Ủa, số hấp dẫn gì? Dài mà Golden Goblet. Ủa. Ngon đó, à mày cù gì cầm số à thôi tôi sẽ cầm cây gánh liên kinh vậy. Ừ. Tới giết chùm rồi xuống hấp dẫn vậy chứ anh em mình dạng háng đi dạng háng cho mình gánh. Ờ anh em mình cứ ấy tao quăng lựu đạn vô nó sẽ chịu thêm 50% sát thương. Dạng háng này dạng háng tay người cannon là gì đồ. Vô đi anh em, ai chưa sẵn sàng kìa. Đi đi anh em, đi. À, còn Khánh hay gì? Ai sẵn sàng hả? Ra đi. Sao tao thích chờ. À, chùm đá, rồi rồi, ok, dễ rồi, dễ rồi, dễ rồi.
anh em mọi 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 đường hướng nha. Okay, tôi còn một lần hồi sinh bằng tiền nữa. Rồi. À, tôi cũng còn nữa. Đồ. Hay rồi. Đổi vũ khí là tao bất tử. Tao phun máu rồi. Rồi. Rồi anh em sẵn sàng chưa? Mày chết. Thảo có cái tay gơ cannon kìa. Có gì? Cái cannon của ông nè. Đâu? Cannon gì? À tôi. Ủa? Cái cannon đó. Thôi thôi được rồi, được rồi, được rồi. Đi 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 đại rồi, mày đây rồi. Cái điểm yếu, cái điểm yếu của nó là cái bụng á anh em, cái bụng phát sáng màu xanh á, chứ không phải cái đầu. Ủa đó giờ mày bắn đầu hả? Thì đó giờ mình bắn đầu mà. Không, tao bắn ngực. Đầu tao bắn, bắn ngực. Tao bắn ngực đó giờ. Giờ mình bắn ngực nè. Ủa? Chết rồi. Núp sau cái cột anh em, núp sau cái cột, núp sau cái cột. Thấy nó tỉa tỉa tỉa, anh em cứ nhảy nhảy đi, không bị dũng không? Bể cột luôn anh. Ê, ê Khánh ơi, tại cái rainbow này đúng kho luôn Khánh. Kiểu mình có thể núp nét. Vừa núp vừa bắn luôn á. Tại cái rainbow này ngon lắm. Ôi, một chi nhất, một chi nhất. Cả là ngon. Ôi, một chi nhất. Rainbow này được lắm, cái rainbow này được lắm, được á. How to? Khánh rồi. Anh em nhảy nhảy nha, anh em nhảy nhảy nha. Con này hát rồi. Rồi khúc khúc này anh em né né ra, né ra. Ok. Con này hát rồi. Chết rồi, tôi sắp gọi là hết máu rồi anh em, hết hết đạn rồi anh em ơi. Chạy về phía trước có đạn. Ui. Ây da. Ôi. Tàu kiếm. Ôi ôi nghe mấy con này hát ghê quá. Nghe mấy con này giùm tôi gì hát ghê quá. Rồi rồi anh tới dỗ băng đá, tới dỗ băng đá rồi. Ui đi. Anh em ơi tới giờ nó băng đá rồi. Ơi chết rồi. Mấy lúc mà nó chiếu chiếu anh em nhảy lên, anh em chịu khó nhảy lên. Tụi đẹp nó, tôi đã bye bye cuộc sống rồi. Ủa ôi, đừng, đừng. Ây da, cục đá bay trong mặt nửa cây. Trời ơi, tôi bắn nó không xi nhê luôn. Vừa khen Michael G hay giờ gà rồi. Đâu, tôi cố tình đó để chặt xuống âm to chơi á. Rồi. Trời rồi, rồi, chết tôi rồi. Cái này chăm kế hoạch của tôi rồi. Ê, nữa rồi, tao cũng già luôn mày ơi. Mấy cái này chăm kế hoạch tôi hết rồi, đúng trên tâm. Ok. Mày bớt quăng đá đi con cái con kia. Ủa kìa. Nữa rồi hả ơi, già rồi hả ơi. Ôi điệp, nhanh 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 nhanh. Ừ. Đây đây nhanh nhanh nhanh. Đây rồi, hỗ trợ cho. Già rồi, già rồi, già rồi. Chết hai lần rồi đó, già rồi. Đừng. Nhảy lên, nhảy lên, khúc này nhảy lên. Có lên, được bao nhiêu 1/4 cái máu. Thầy bỏ mưa ơi. Nãy giờ. Ôi điệp. Ủa nó che cái bụng nó lại rồi khôn phải liền. Ủa sao đá nó cứ bay qua chỗ mấy ông rồi, chỗ tôi sao nó không bay. Tôi bắn mấy cục đá bay đi chỗ ông mà. Ừ mày chiếu hộ tao cái. Ừ nó che rồi, nó che rồi. Cái kiểu này đạn đâu cho đủ trời. Ồ làm sao ồ, làm sao ồ. Anh em mấy khúc mà dầm dầm anh em né mấy cột ra nha. Vô ngập được 1.700 nó. Udis. Lúc sau cột á. Ôi già đó rồi, non đó rồi. Đang tới, đang tới, đang tới.
Đây để tôi bắn mấy cục đá nha. Ok ok. Rồi ok đó. Thế hiểu chùm hắc hả? Ồ làm sao ồ làm sao ồ. Ngại che hoài. Nó kinh quá. Che nó kìa. Ồ. Ồ nó chiếu nữa kìa, nhảy nhảy anh em ơi, nhảy anh em ơi. Ừ. Ok ok, hoài hoài. Đây để tôi giúp một phần đá cho nó bay vô chỗ mấy ông vậy. Nhảy nhảy em ơi, nhảy nhảy em ơi, nhảy. Ừ ok. Ủa. Nhảy nhảy. Nữa rồi. Bốn năm lần rồi đó. Cứu tôi đây nè. Ok. Đừng bắn nữa Khánh ơi. Cứu 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 nhanh 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 nhanh. Nhanh. Rồi chết luôn rồi. Ok. Má tôi vừa bấm F mà. Ôi đi. Rồi. Nó dập còn hai chỗ vô một điểm luôn. Quá. Điểm rộng á, đúng không ơi? Còn gà đạn nữa. Ơ đi 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 đi. Rồi luôn. Rồi gì đó em ơi. Tao bao nhiêu điểm? Nó cưng quá. Quá. Hiểu hiểu. Tao đi vệ sinh cái. Từ tao đi vệ sinh cái. Hồi nó bể bóng gái quá. Game cho chó chơi. Đúng game cho chó chơi. Oh my god. Trời ơi, kỳ gách liên kinh cũng không ăn thôi. Thôi chịu. Thế thì chịu rồi. Tụi nó cho con khơi, cái nó cho con khỉ, tụi cầm cái kia, ai ngờ đâu cho con này.